Nhiều sản phẩm âm thanh cao cấp xuất hiện tại triển lãm Việt Nam High End Show 2022 thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm thiết bị nghe nhạc cao cấp sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần này, có quy mô tới 20 không gian trải nghiệm khác nhau cùng hàng trăm thương hiệu High End và Ultra High End hàng đầu thế giới. Sân chơi cho đồ nghe nhạc cao cấp. Tiếp nối thành công của triển lãm tại Hà Nội, Việt Nam High End Show 2022 là triển lãm âm thanh audio đến từ các thương hiệu audio High End. HiEN sẽ tiếp tục được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22, 23, 24 tháng 10 tại khách sạn Jack Hotel với quy mô gấp đôi. Triển lãm chứng kiến sự tham gia của các nhà phân phối HiEN Audio hàng đầu Việt Nam, Đông Thành, Hòa Phúc, Thanh Tùng Audio, Audio Hoàng Hải, Anh Duy Audio, Audio Sơn Hà, Nguyễn Audio, Phong Audio, Phúc Giang Audio, The Expert Group, Divine Alert, Genelec, Audio Choi, Techland Audio, Audio Easy, Baka Shop, Gozoi, Audio Space, May Analog, Magi Coding. Sau 3 năm không có sự kiện lớn về audio do đại dịch, đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức trở lại mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm hàng trăm thương hiệu high-end audio cao cấp hàng đầu hiện nay. Được bố trí thành 20 dàn máy dưới dạng high-end, ultra high-end và dàn máy công nghệ cao. Đây cũng là dịp để kiểm chứng về bước tiến công nghệ đối với các nhà sản xuất sau 3 năm tạm nghỉ do dịch COVID-19. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể đánh giá chính xác hơn những nâng cấp trên mỗi dòng sản phẩm. Trình diễn dàn máy 50 tỷ đồng. Nếu như năm 2018, kỷ lục về dàn máy xa xỉ thuộc về bộ dàn Focal xấp xỉ 1 triệu USD thì đến kỳ triển lãm này kỷ lục đã bị phá sâu với dàn máy tai đồ có tổng trị giá trên 2 triệu USD. Kỷ lục lần này vẫn thuộc về Audio Hoàng Hải với hệ thống loa và tăng âm của tai đồ, nguồn phát Wordex cùng phụ kiện siêu tech, Crystal Connect. Bên cạnh Audio Hoàng Hải, Audio Sơn Hà là đơn vị sẽ gây ấn tượng mạnh với dàn máy khủng khi trình diễn bộ loa đầu bảng Kaiser Grand đầy có giá gần 10 tỷ đồng. Dàn loa được ghép với bộ power lớn hàng đầu của hãng Amperly Thụy Sĩ Sulew N701. Toàn bộ hệ thống Kaiser, Sulew N cũng có giá thành trên 1 triệu USD. Trong khi đó, anh Duy Audio sẽ trình diễn cặp loa mới và lớn hàng đầu của hãng loa giàu truyền thống Clip có tên Zulibi. Đây là dự án loa kéo dài hàng chục năm, được chính người khai sinh ra Clip, Ngài Pau Clip thiết kế. Nó được thiết kế với mục đích thỏa mãn đôi tai của mọi khán thính giả trên mọi dòng nhạc khác nhau. Ra mắt loạt sản phẩm công nghệ cao. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được trải nghiệm loa XT High-End, đó là cặp loa Goldman Apple Lavoie Special Edition với số lượng giới hạn 25 đôi trên toàn thế giới. Điểm độc đáo của cặp loa này nằm ở chỗ nó là cặp loa 6 đường tiếng sử dụng bộ phân tần chủ động hoạt động nhờ vào 6 Amperly độc lập bố trí sẵn bên trong loa, cho công suất lên tới 3,600W mỗi bên. Đây có thể coi như dàn máy high-end của tương lai. Loa thông minh và dàn máy công nghệ cũng là một trong những chủ đề nổi bật của triển lãm. Loa thông minh được tích hợp mạch xử lý các nguồn nhạc số, giải mã đếch, Amperly khuếch đại đồng thời tối ưu hóa âm thanh nên chúng đang là giải pháp được ưa chuộng hàng đầu trong xu hướng tiêu dùng mới. Những dàn máy công nghệ, loa thông minh sẽ trình diễn bao gồm Goldman, Sizert, Audio Keter, Kersocket, Cantor. Cũng trong nhóm dẫn đầu về công nghệ số, các nhà phân phối sẽ mang đến triển lãm những mẫu sở Chimer và giải mã cao cấp của DCS, MSB, Ozender, Ecetergic, Wordex. Đây là những sản phẩm sở hữu công nghệ tái tạo âm thanh từ kho nhạc số trên mạng với những mạch giải mã tối tân có khả năng lấy mẫu lên tới 32 bit mỗi 768 kHz. Decoding MQA, 4X DSD, hỗ trợ run giúp âm nhạc tái tạo có chất lượng tiệm cận nguồn âm analog. Những tên tuổi lớn trở lại. Sau một thời gian vắng bóng do những điều chỉnh liên quan đến nhà phân phối, nhãn loa quốc dân Bauer và Wilkins sẽ tái xuất với cặp loa đầu bảng 801D4. Ngoài ngoại hình bắt mắt, thì cải tiến đáng chú ý của dòng D4 là thiết kế mô phỏng sinh học dành cho hệ thống treo trong củ loa. Chi tiết này thay thế phần nhện vải thông thường bằng thiết kế tối giản từ vật liệu tổng hợp, giúp cải tiến hiệu suất củ loa mid bằng cách giảm thiểu áp suất không khí không mong muốn. Kết quả là trung âm của 800cd D4 trở nên rõ ràng và trong trẻo hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các nhà phân phối lớn như Đông Thành, Hòa Phúc, Thanh Tùng Audio, Audio Hoàng Hải, Anh Duy Audio sẽ tiếp tục mang đến những thương hiệu quen thuộc. Từ lâu đã chiếm cảm tình người dùng như Magico, Sulew N, Contourlation, Mi Insuat, Sonus Faber, Focal, Acrophay. Thời gian, địa điểm 22, 23, 24 tháng 10 tại khách sạn Jack Hotel, số 141, Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ tối. Cảm ơn đã xem tin và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức mới trên kênh.